Rồi, chào mọi người đến với kênh Hạnh Phúc Work Happy á. Hôm nay làm thử món ốc nè. Ốc có liền tiêu. Tiêu xanh của Trung Quốc nè. Một thịt xả. Mình đổ một xíu muối, một xíu bột ngọt vào. Đổ một xíu nước vào thôi. Mình bắt đầu mình hấp một chút rồi thôi. Thank you.
phần đầm đó mọi người. Ồ, nhiều bạn có tay cái gì có phần gì nhỏ. Thêm đường nè, thêm chanh nè, thêm nước mắm nè. Nhà có đủ chanh không? Thank you.
Rồi quá giỏi luôn.